Tiếp tục phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Công an 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức bằng nhiều giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định. Đây là một buổi bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường lớn trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do lực lượng công an phường chủ trì phối hợp cùng với các lực lượng đoàn thể của phường. Sau khi bóc xóa sạch các quảng cáo trái phép, Ban chỉ đạo 138 địa phương và các tổ chức chính trị xã hội giám sát, duy trì và tố giác các đối tượng thực hiện quảng cáo trái phép nhằm xây dựng và phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong bảo vệ trật tự xã hội và mỹ quan đô thị. Những cái hành động này là rất là tốt, cũng giống như cả mình lục mấy cái biển quảng cáo, mấy cái tờ rau vặt cho vay rồi cái này cái kia vậy đó, là để vừa dọn dẹp được những cái mỹ quan của đường phố, vừa nâng cao những cái ý thức để cho người dân họ đọc được những mấy cái tin tức cho vay vậy đó. Công an phường sẽ tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp thường xuyên tổ chức ra quân bóc gỡ quảng cáo trái quy định, đồng thời là tuyên truyền vận động đến quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin tố giác về những đối tượng có hành vi là quảng cáo trái quy định, đặc biệt là quảng cáo rao vặt cho vay trên các tờ rơi. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, tăng cường sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trật tự, camera giao thông để có căn cứ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi dán quảng cáo sai quy định, đồng thời duy trì việc tiếp nhận giải quyết ý kiến phản ánh của người dân về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tại địa phương, bao gồm cả những thông tin liên quan hành vi dán, vẽ, treo quảng cáo sai quy định bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo 100% ý kiến phản ánh phải được xử lý kịp thời.